mấy bạn thường thường tập tập quạt là mình có cái đây bùm xuống lên nhắc lên xuống lên xuống lên nhắc lên xuống lên bùm đúng không? Nếu như mình mà cùng cái cùng tiết tấu này nha, mình đánh cái tốc độ nhanh hơn. Cùng cái tiết tấu này bùm xuống lên ngắt đúng không? Bây giờ mình đổi lại bùm xuống